chuyện kể về một giai đoạn lịch sử, nhưng giai đoạn đó kế thừa mạch đập mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Chuyện kể về một cuộc chiến, nhưng cuộc chiến đó đã ảnh hưởng đến cả khu vực và thế giới. Chiến tranh có mở đầu, diễn tiến và kết thúc. Đã biết mở đầu đúng, biết đánh lâu dài thì phải biết kết thúc như thế nào cho đúng. 1972 is a very very important year. I think that it's a decisive year for Vietnam. Bộ phim này muốn tái hiện một trong những cuộc đấu trí, đấu lực căng thẳng và dai dẳng nhất trong thế kỷ 20 giữa một siêu cường mạnh nhất hành tinh và một dân tộc mà khát vọng độc lập, tự do đã được minh chứng qua hàng thế kỷ chống giặc ngoại xâm. Làm sáng tỏ logic trong cách thức tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc của những người Việt Nam đã ngoan cường và kiên định theo đuổi đến cùng sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Moscow, tháng 12 năm 1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang thăm Liên Xô, khẳng định quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn của Việt Nam và đề nghị Liên Xô có sự giúp đỡ đặc biệt. Tại cuộc họp với Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, một nhà lãnh đạo cao cấp của Liên Xô đã hỏi tướng Giáp rằng: "Tôi xin hỏi đồng chí Giáp, đồng chí nói Việt Nam đánh thắng Mỹ. Tôi xin hỏi các đồng chí có bao nhiêu sư đoàn bộ binh cơ giới và Mỹ có bao nhiêu? Xe tăng, pháo hạng nặng, máy bay chiến đấu, các đồng chí có bao nhiêu và Mỹ có bao nhiêu? Khả năng về phòng không, về tên lửa, về thông tin, radar của các đồng chí như thế nào? Xin đồng chí nói qua cho chúng tôi biết." Vào thời điểm đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam mới có trung đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên được thành lập giữa tháng 11 năm 1971. Trước câu hỏi đó, tướng Giáp trả lời: "Học thuyết quân sự Xô Viết là hết sức ưu việt, đã chiến thắng phát xít Đức, điều đó rất rõ ràng. Nhưng tôi xin nói, nếu chúng tôi đánh theo cách của các đồng chí, thì chúng tôi không đứng nổi được 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đánh theo cách đánh khác, cách đánh của Việt Nam, và chúng tôi sẽ thắng." Anh em Diệp Nhu chết để lại một miền Nam hỗn loạn với 11 cuộc đảo chính và cải tổ chính phủ. Công thức quân đội Sài Gòn cộng vũ khí trang bị Mỹ cộng cố vấn Mỹ đã không thể giải được bài toán ở chiến trường Việt Nam. Chiến lược chiến tranh đặc biệt đã thất bại. Trước nguy cơ chính quyền Sài Gòn sụp đổ, tháng 3 năm 1965, Mỹ đã đổ quân viễn chinh vào miền Nam Việt Nam. 3 năm sau, quân số của Mỹ ở Việt Nam đã tăng lên hơn nửa triệu quân. Lúc đó ở tình hình miền Nam là này, riêng quân Mỹ 54 vạn. Ở Bắc Triều Tiên đánh 1 triệu cùng với Trung Quốc, Mỹ chỉ điều khoảng 35 vạn. Với hỏa lực của nó với cộng với sức của Nam Hàn hai bên nó chặn. Trung Quốc chỉ đánh bật được đến vĩ tuyến 38, không xuống được. Nhưng mà đằng này ở miền Nam cũng có, chúng tôi chịu 54 vạn. Trước đó, cuối tháng 9 năm 1964, trước nguy cơ chiến tranh leo thang sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ và tình hình phức tạp ở miền Nam Việt Nam, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định: "Miền Nam phải mở rộng chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng chủ lực thành quả đấm mạnh, gọn, nhanh. Hai năm qua chưa tăng cường ủy viên Bộ Chính trị cho miền Nam. Nay tình hình cấp bách, không đi không được." Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là ông tướng du kích, đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên nhận nhiệm vụ vào Nam tìm cách đánh Mỹ. Cùng tướng Thanh vào Nam còn có các cán bộ cao cấp khác, đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong chỉ huy chiến đấu. Trong 3 năm lăn lộn ở miền Nam, di sản mà tướng Thanh và các đồng chí của mình ghim dấu ấn là một miền Nam kiên cường,
dám đánh Mỹ và biết thắng Mỹ. Đối mặt với quân đội của siêu cường số một thế giới, tướng Thanh lan tỏa tinh thần, ai cũng đánh được Mỹ, vũ khí gì cũng đánh được Mỹ, Mỹ nào cũng đánh được, Mỹ ở đâu cũng đánh được. Nguyên tắc là buộc địch phải đánh theo kiểu của ta, không để ta bị động đánh theo kiểu của địch. Trước một đối phương vượt trội về vũ khí, hỏa lực, khi được cơ sở báo cáo về kinh nghiệm, nắm thắt lưng địch mà đánh, tướng Thanh tổng kết, Mỹ tuy giàu nhưng không mạnh, Mỹ binh hùng tướng mạnh mà lại yếu, ta có cách đánh của ta, nắm thắt lưng địch mà đánh. Nắm thắt lưng địch mà đánh đã trở thành phương châm của quân giải phóng khi giao chiến với quân đội Mỹ. Trích biên bản cuộc họp giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Romania và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ngày 26 tháng 3 năm 1965. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai: phong trào chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam đã vượt xa bất cứ cuộc chiến tranh du kích nào từng biết đến trong lịch sử. Các đồng chí trong ban lãnh đạo Romania biết về cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài ở Trung Quốc. Hồi ấy, trong 8 năm kháng Nhật, chiến tranh du kích rất phát triển. Nhưng chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam đã vượt qua cả mức độ của chúng tôi. Về phương thức tác chiến, Trung Quốc đặc biệt đề cao du kích chiến, đưa chiến tranh du kích lên địa vị chiến lược. Đánh du kích của Trung Quốc, địch tiến, ta lùi, không phải là tiến công. Trung Quốc lấy phòng ngự là chính, còn ta tư tưởng chỉ đạo là tiến công. Chiến tranh du kích của ta không phải là phòng ngự, cầm cự gì cả, mà là tiến công. Là bao vây địch lại, căng địch ra mà đánh. Việt Nam đã chứng minh với thế giới, với tất cả những người cách mạng, với tất cả những người chống chủ nghĩa đế quốc rằng những kỹ thuật hiện đại nhất, một đội quân lớn nhất và ngay cả một liên minh hùng mạnh như của Mỹ ở Việt Nam cũng không thể đánh bại được một phong trào du kích được nhân dân ủng hộ. Một quân đội có thể đánh thắng được một quân đội, nhưng không thể đánh thắng được cả một dân tộc có ý chí. Thì nó đánh thì làm sao thắng được? Đấy, thì nó lấy sức mạnh của dân. Thì gần 15 là Đảng ta quyết định là muốn thắng đế quốc Mỹ ở Việt Nam thì phải dùng sức mạnh cả nước. Mà dùng sức mạnh cả nước thì tất yếu là chiến thắng. Thì bây giờ muốn dùng sức mạnh cả nước thì phải có một con đường tốt. Chiến thuật giúp thắng một trận đánh, còn hậu cần giúp chúng ta thắng cả cuộc chiến. Trong một tài liệu nghiên cứu của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, các chuyên gia Mỹ đánh giá đường Hồ Chí Minh không đơn thuần là một con đường từ Bắc vào Nam. Đó là một dự án hậu cần quân sự mà Bắc Việt liên tục mở rộng và cải tiến cho đến khi nó trở thành một mạng lưới giao thông rộng lớn, bao gồm các con đường kiên cố, đường mòn và một mạng lưới đường ống dẫn xăng dầu, được xây dựng và phát triển trong suốt 15 năm. Đường Hồ Chí Minh đã đảm bảo việc tiếp tế hậu cần cho các đơn vị chiến đấu ở miền Nam và đã có khoảng 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào Nam bằng con đường này. Với ý nghĩa vai trò đó, đường Hồ Chí Minh là một trong những thành tựu vĩ đại của nền hậu cần quân sự thế kỷ 20. Khi mà chúng ta là thực hiện được con đường Trường Sơn, con đường 559, thì lúc đó ta nắm chắc cái phần thắng ở trong này. Như tôi từng nói, khi đánh giá chiến lược của kẻ thù, tôi thấy rõ ràng kẻ thù tin rằng tử huyệt của chúng ta chính là ý chí của chúng ta. Với sự hỗ trợ của ý chí, lòng tự tin, sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự ủng hộ trong nước, chúng ta sẽ chiến thắng Cộng sản ở Việt Nam. Johnson đã thề sẽ không trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thất trận. Các tướng lĩnh của ông ta tuyên bố đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thế rồi, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 nổ ra.
đã khiến nhiều người liên tưởng đến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh Tết Kỷ Dậu năm 1789. Đúng vào năm bản lề trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, quân giải phóng đã bất ngờ phát động cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân nhắm vào hàng loạt các căn cứ và đô thị lớn ở miền Nam Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những người đã đề xuất phải tổ chức những cuộc tiến công đánh thẳng vào hang ổ của địch trong các thành phố, thị xã để tạo chuyển biến lớn. Theo tướng Thành, chặt vào chân nó thì thấy chảy máu me nhưng không can chi cả. Nhưng chỉ cần dùng cái kim châm vô tim thì nó chết. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ủng hộ mạnh mẽ quan điểm này. Tối ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson xuất hiện trên truyền hình. Tối nay, tôi đã ra lệnh cho máy bay và tàu hải quân của chúng ta không được tấn công miền Bắc Việt Nam, ngoại trừ khu vực phía Bắc khu phi quân sự. Hoa Kỳ sẵn sàng cử đại diện của mình đến bất kỳ diễn đàn nào và bất kỳ lúc nào để thảo luận về các biện pháp nhằm đưa cuộc chiến tồi tệ này kết thúc. Nhưng đặc biệt hơn cả, đó là việc Johnson tuyên bố sẽ không ra ứng cử tổng thống vào năm 1968. Bài phát biểu của Johnson đêm hôm đó đã gây ra một cú sốc lớn cho cả nước Mỹ. Đến nỗi một số người biết tin vào ngày hôm sau đã nghĩ rằng đó là trò đùa của ngày cá tháng tư. Mình chuẩn bị để quánh một đợt hai thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Giờ ở trên thấy nguy hiểm quá, người ta mới họp lại tranh luận coi là quánh nữa như thế nào. Quánh nữa hay không thì ở trên chỉ thị tôi phải vô thành lấy cho được cái bản cung của thằng đó. Thì vô thành thì đi với Phạm Xuân Ẩn nó có cái cơ sở. Thì như vậy tụi tôi chụp cái nguyên bản khẩu cung của thằng đó, nó khai hết ráo không còn thiếu cái gì. Tám hạ, cấp bậc thượng tá, chính ủy sư đoàn 5 quân giải phóng đã bị chiêu hồi. Kế hoạch tấn công đợt 2 của quân giải phóng đã bị lộ. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, điệp viên Hai Trung tức Phạm Xuân Ẩn lại nắm được một thông tin quan trọng khác. Thì Ẩn nói, ông cái này nó có hay lắm anh Tư, nói gì? Cái thằng tình báo này nó nói, thằng Johnson nó nói rằng nếu để cho địa cộng quấn đợt 2 thì chỉ còn rút quân về thôi. Thành ra đó, nó chỉ thị cho Westmoreland là đại tướng bên đây bằng mọi giá không cho địa cộng quấn đợt 2. 23 tháng 4 về, báo cáo về tới trên và với cái đề nghị tôi vậy, trưởng phòng ở trên điện xuống nói báo cáo anh về rất kịp thời và tàn hội nghị cán bộ dứt phát là mở đợt 2. Mà đợt kỳ này quánh với đơn vị lớn hơn, không có quánh bằng biệt động nữa, quánh bằng tiểu đoàn, bằng trung đoàn. Tôi nói thế này, Hà Nội đã dựng lên một thuyết hoang đường mà họ tin là thật, rằng Hoa Kỳ chia rẽ sâu sắc đến độ nếu họ cứ đánh tiếp, sẽ đến lúc họ giành thắng lợi ngay tại Washington và nước Mỹ, điều mà họ không có được trên chiến trường. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên được truyền hình. Truyền hình đã đưa sự kiện Mậu Thân 1968 với tất cả sự khủng khiếp của nó tới từng căn phòng khách của người dân Mỹ. Tâm lý bi quan lan rộng, phong trào phản chiến ở nước Mỹ vì thế ngày càng dâng cao. Kể từ nội chiến, nước Mỹ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến gây chia rẽ lòng người đến như vậy. Và như bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã nhận định, cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một cú đập lớn để tung tóe các khả năng chính trị. Những người cộng sản đã chứng tỏ rằng họ hiểu sức nặng của một cú đánh lớn vào năm bầu cử tổng thống là như thế nào. Theo đánh giá của ông Ba Quốc thì cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968 đã thắng lớn ở ba phương diện chính. Thứ nhất, Mỹ đã buộc phải xem xét lại việc can thiệp trực tiếp bằng quân sự ở Việt Nam. Tác dụng thứ hai là buộc Mỹ phải chấp nhận xuống thang chiến tranh, tạm thời chấm dứt ném bom ở miền Bắc. Tác dụng thứ ba
là làm thay đổi cơ bản cục diện chiến trường. Quân giải phóng từ chỗ phòng thủ đối phó với các cuộc càn quét của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn đã chuyển sang thế tấn công, thậm chí là tấn công cả vào các mục tiêu chiến lược của chính quyền Sài Gòn vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ khu vực nào ở miền Nam. Nhưng đối với quân giải phóng, cái giá phải trả cho chiến thắng đó là không hề nhỏ. Ví dụ mình lấy một cái trung đoàn mà của anh Võ Văn Điều, dân Củ Chi, ảnh là hai hoàng, trung đoàn trưởng, trung đoàn 31, quánh từ ở trên này, rồi tiếp mà quánh cho tới quận 6 ở dưới, thì trung đoàn chỉ còn có 10 người. Nghe quánh trong thành mà, tụi nó sẽ tăng đến chết. Thì ảnh mới rút cây súng ngắn ra, mà cây súng ngắn này được tặng hồi ảnh quánh nó bắt, ảnh đưa cho cô Võ Thị Tâm giờ còn sống ở Gò Vấp á, anh hùng lực lượng võ trang, đưa cho nói, em giả thành thường dân chị loạn, em cầm cái súng này về bộ chỉ huy và nói trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, quánh tới người cuối cùng. Sau Mậu Thân, nhiều cơ sở cách mạng ở miền Nam bị nổ. Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã đẩy mạnh hoạt động bình định, cùng với đó là các chiến dịch tình báo bí mật với mục tiêu phát hiện, bắt giam, chiêu hồi hoặc thủ tiêu các cán bộ Việt Cộng. Lực lượng cách mạng vì thế tổn thất rất lớn, bị mất dần bàn đạp đứng chân ở vùng ven, vùng đồng bằng và vùng nông thôn. Còn dân ấy, thì tôi ra dân là những người thân nhất của chúng tôi đấy, mà những người mà các cụ thật thân đấy, như người nhà đấy. Khi tôi đến thăm cụ nói thế này này, thôi các cháu vừa bắt vào, các chú đã chót rồi, ông nó đã chót rồi, thì cố gắng giữ, đừng đi đâu hỏi giặc. Còn tôi không chịu nổi, tôi phải đi. Ý tôi là ra cái vùng địch đấy. Nhưng mà tôi không đầu hàng. Quân sự bao giờ cũng phục vụ chính trị. Mà mục đích chính trị mà là quan trọng. Nhiều người cứ hỏi tại sao hy sinh nhiều như vậy, đánh quá lâu như vậy, mà chiến dịch lâu như vậy nhiều. Vì ta chưa đạt được mục đích. Mục đích của chúng ta, mục đích chính trị của chúng ta chính là buộc Mỹ phải vào Hiệp định Paris. Giờ đây, nhiều người tin rằng quyết định của Tổng thống Johnson gửi lực lượng chiến đấu của Mỹ đến miền Nam Việt Nam là sai lầm. Và nhiều người khác, trong đó có tôi, đã cực kỳ chỉ trích cách tiến hành cuộc chiến. Nhưng câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay là, bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc chiến, cách tốt nhất để kết thúc nó là gì? Trong chiến dịch tranh cử năm 1968, Richard Nixon đã hứa với các cử tri rằng nếu được bầu, Nixon sẽ tìm kiếm hòa bình trong danh dự tại Việt Nam. Hòa bình trong danh dự, theo cách hiểu của Mỹ, tức là sẽ chấp nhận rút hết quân khỏi Việt Nam, lấy được hết tù binh Mỹ mà không thừa nhận thất bại ở Việt Nam, trong khi đó vẫn giữ được chính quyền Sài Gòn do Mỹ dựng lên. Đây cũng chính là vấn đề cốt lõi trong chiến dịch tranh cử lần 2 của Nixon. Tôi khẳng định, đó phải là một nền hòa bình trong danh dự, chứ không phải hòa bình do đầu hàng. Chương trình Việt Nam hóa ra đời nhằm giải quyết mâu thuẫn nội tại của nước Mỹ. Với mục tiêu tìm kiếm một giải pháp chấm dứt sự can dự của Mỹ ở Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Bằng chương trình tổng thể trên 3 lĩnh vực, chính trị, quân sự, ngoại giao, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn lạc quan đã tìm thấy phương pháp chống chiến tranh nhân dân. Nixon nhấn mạnh rằng, toàn bộ chiến lược của chúng ta phụ thuộc vào thành công của chương trình này. Hay nói cách khác, sự thành công của kế hoạch phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn. Đến năm 1971, miền Nam chỉ có hơn 17 triệu dân, nhưng có đến 1,1 triệu người bị xung quân. Sự gia tăng quá nhanh về quân số đã gây ra áp lực nặng nề lên nền kinh tế vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của Mỹ. Bán đảo Triều Tiên với ba mặt giáp biển. Đặc điểm tự nhiên này cho phép Mỹ có thể chia cắt hoàn toàn hai miền Nam Bắc Triều Tiên thông qua việc thiết lập khu phi quân sự. Nhưng ở Việt Nam, người Mỹ đã thất bại. Hiểu được sự lợi hại của đường Hồ Chí Minh,
Mỹ và chính quyền Sài Gòn quyết tâm phải cắt đứt bằng được con đường chiến lược này trước khi Mỹ rút đi. Bài học từ Mậu Thân 1968 đã khiến Nixon và Kissinger phải lường trước một cuộc tấn công lớn sẽ xảy ra vào năm 1972, tức năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Thông qua những mệnh lệnh quân sự của mình, Nixon đã chứng tỏ rằng ông ta là một người sẵn sàng sử dụng vũ lực theo những cách mà Johnson luôn cho là quá mạo hiểm. Đầu tiên là việc tiến hành các cuộc ném bom bí mật ở Campuchia được bắt đầu từ tháng 3 năm 1969. Năm 1970, quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn vượt biên đánh sang Campuchia để truy quét các lực lượng của Trung ương Cục miền Nam. Một làn sóng phản chiến mạnh mẽ nổi lên, dẫn đến cuối năm 1970, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã cấm các lực lượng trên bộ của Mỹ, cả cố vấn lẫn biệt kích, vượt biên giới Nam Việt Nam. Sang tới năm 1971, Nixon và Thiệu nối dài sự phiêu lưu quân sự bằng kế hoạch vượt biên đánh sang Lào mang mật danh Lam Sơn 749. Mục tiêu là phá vỡ hệ thống hậu cần của quân giải phóng tại Lào và cắt đứt đường Trường Sơn tại thị trấn Sepol, nằm cách biên giới Việt-Lào 42 km về phía Tây. Theo Kissinger, thì mục đích chính của cuộc tấn công vào Campuchia và sau đó là kế hoạch Lam Sơn 719 đánh sang Lào chính là để phá vỡ kế hoạch hậu cần của Hà Nội nhằm ngăn chặn một tình huống bất ngờ có thể xảy ra vào năm 1972. Nếu năm 71 mà Mỹ thắng, thì năm 72 Mỹ dấn hơn nữa. Mà nó dẫn đến cái mức là gì? Để biến Việt Nam của chúng ta giống như Triều Tiên. Do lực lượng trên bộ của Mỹ đã bị Quốc hội cấm vượt biên, vì vậy quân đội Sài Gòn sẽ phải tự mình thực hiện kế hoạch Lam Sơn 719. Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ về hỏa lực đường không và pháo binh. Đây cũng sẽ là bài kiểm tra đầu tiên về tính hiệu quả của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Sáng ngày 8 tháng 2 năm 1971, dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ, quân đội Sài Gòn hành quân vượt biên giới tiến sang đất Lào mà không hề hay biết rằng kế hoạch Lam Sơn 719 đã bị lộ. Cả Nixon và Kissinger giờ đây phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng một chiến thắng mà quân đội Mỹ không thể đạt được thì quân đội Sài Gòn còn lâu mới thành công, ngay cả khi có được Mỹ viện trợ bao nhiêu đi chăng nữa. Ngày 25 tháng 3 năm 1971, tàn quân của quân đội Sài Gòn rút về được đến miền Nam Việt Nam. Để che giấu thất bại trước cử tri Mỹ, Nixon lên truyền hình tiếp tục tuyên bố về thành công của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Do đó, hôm nay tôi có thể công bố nỗ lực Việt Nam hóa đã thành công. Nhờ sự lớn mạnh của Nam Việt Nam, nhờ chiến dịch Campuchia thành công và thành tích của quân Nam Việt Nam trong chiến dịch ở Lào, tôi tuyên bố tăng tốc độ rút quân Mỹ. Ngày mà người Nam Việt Nam có thể tự phòng vệ đã ở trong tầm mắt. Thế nhưng trái ngược với những gì công chúng Mỹ được nghe, miền Bắc đã nhận được những đánh giá tình báo chiến lược về sự thất bại của Mỹ và quân đội Sài Gòn trong chiến dịch Lam Sơn 719. Theo ông Ba Quốc thì quân giải phóng đã thành công ở góc độ bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần. Nhưng quan trọng hơn là đã thắng lớn trong một trận thử sức với quân đội Sài Gòn trang bị vũ khí Mỹ và được Mỹ yểm trợ trực tiếp quả lực đường không. Đây cũng là chiến dịch mà lần đầu tiên trong lịch sử quân giải phóng thực hiện theo kiểu chiến tranh hiện đại,
đó là tác chiến quy ước của bộ binh có hỗ trợ của xe tăng và pháo binh để phản công. Theo tôi, Hà Nội đã làm tốt hơn Washington ở mảng tình báo chiến lược. Giờ chúng ta biết Hà Nội có tai mắt ở bên trong Sài Gòn và cả phía Mỹ. Hà Nội đã chứng minh được họ có khả năng hơn trong cuộc chiến tình báo. Trong chiến tranh, có những thắng lợi mà kết quả mang ý nghĩa bất ngoặt. Ý nghĩa của chiến dịch Đường Chín Nam Lào không phải chỉ là tiêu diệt được 1-2 vạn tên địch, mà ý nghĩa chiến lược của nó ở chỗ ta đánh bại quân chủ lực Ngụy, mở ra triển vọng hiện thực đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ về quân sự. Nixon đã mắc phải một sai lầm chiến lược nằm trong một chiến lược sai lầm. Còn đối phương của ông ta thì đã nhìn thấu điều đó. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong mùa xuân năm 1971. Việc Mỹ phải rút thêm quân cuối năm nay và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 1972. Những sự kiện đó trùng hợp nhau tạo nên một thời cơ thuận lợi. Tháng 6 năm 1970, chủ trương xây dựng bộ đội chủ lực cơ động mạnh cho từng chiến trường và cho toàn chiến trường Đông Dương, đủ sức tập trung ưu thế đánh những đòn có ý nghĩa quyết định đã được Bộ Chính trị thông qua. Để thực hiện được kế hoạch quân sự vượt bậc này, trước hết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải giải được bài toán cả về con người và vũ khí. Các quyết định của Bộ Chính trị vào những năm 1970-1971 đã dẫn đến việc quân đội nhân dân phải có sự thay đổi lớn về cách đánh. Đi cùng với đó là yêu cầu phát triển các kỹ năng chiến đấu mới và phổ biến chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại cũng được đưa vào biên chế trong giai đoạn này, đòi hỏi trình độ đầu vào của các học viên cũng phải tương ứng. Đó cũng là giai đoạn một thế hệ sinh viên đã xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Đọc lại cái quyển nhật ký mãi mãi tuổi 20 ấy, thì thấy cái hồi chúng tôi là rất hạnh phúc là được sử dụng một phần nào đấy đúng cái trí tuệ. Khi mà người ta sắp xếp chúng tôi vào làm công tác thông tin liên lạc thì cũng rất mừng, vì thực ra là lúc ấy mới sử dụng đến cái trí tuệ về phương pháp luận, cái cách suy nghĩ. Thời chúng tôi thì bắt đầu nó có cái gọi là B555, nghĩa là nó có 555 cái nhóm mật mã mà có thể quét hết tất cả các cái từ. Thông thường ấy, các cái thầy dạy thì là phải đến 9 tháng đến 1 năm. Thế nhưng mà cái khối lượng kiến thức ấy trong 3 tháng thì chúng tôi nói chuyện với nhau bình thường. Nhà sử học Mỹ Stephen Rapdorf trong một cuốn sách nghiên cứu về chiến cục 1972 đã nhận định rằng đây có lẽ là xã hội được huy động triệt để nhất trong lịch sử lâu dài của nhân loại. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, điều mà Stephen Rapdorf đề cập đến không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó là tinh thần giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh dưới thời Hai Bà Trưng. Đó là tận xuất vi binh hay vắt toàn lực để hưng binh, một giải pháp được Hoàng đế Quang Trung đề ra trước tình thế khẩn cấp chuẩn bị chống quân xâm lược Mãn Thành. Thôi hồi đấy đúng là lứa sinh viên hoặc là thanh niên nói chung thôi. Đi bộ đội tại thời điểm đấy thì trong sáng lắm. Thế hệ tôi hồi đấy như một viên đạn bắn thẳng, bóp cò là lao tới đích. Không có suy tính, không có gì cả, chỉ nghĩ cách làm sao để phải hoàn thành nhiệm vụ, thế thôi. Đấy là cái xuyên suốt trong cái cuộc đời lính chiến của bọn tôi như thế. Về nguồn vũ khí, quân giải phóng đã bắt đầu mở rộng tác chiến quy ước bằng việc đưa vào trang bị các loại vũ khí có hỏa lực mạnh hơn và tăng cường sử dụng các phương tiện cơ giới. Điều này không chỉ làm tăng sự phụ thuộc vào nguồn cung viện trợ của phe xã hội chủ nghĩa, mà còn đòi hỏi khả năng làm chủ nhanh chóng vũ khí, khí tài của người Việt Nam. Điều này là không thể thiếu trong chiến tranh, nhất là cái chiến tranh đã leo thang đến mức ấy. Chúng ta không thể đánh Mỹ bằng gậy thông bông nữa rồi, không có trang bị vũ khí thì
không thể nói chuyện giành được thắng lợi. Vào đầu những năm 1970, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể sản xuất được một số loại vũ khí và đạn dược cỡ nhỏ, nhưng phần lớn viện trợ kinh tế và quân sự chủ yếu đến từ Liên Xô và Trung Quốc, trong khi hai quốc gia này lại đang mâu thuẫn gay gắt với nhau. Cuối tháng 3 năm 1971, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã sang Liên Xô tham dự Đại hội Đảng lần thứ 24 Đảng Cộng sản Liên Xô. Tờ báo The New York Times đưa tin, quyết định tham dự đại hội của ông Duẩn bất chấp sự phản đối của Trung Quốc được coi là một dấu hiệu cho thấy Hà Nội mong muốn duy trì các quan hệ tốt nhất có thể với cả Bắc Kinh và Moscow. Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời điểm đó là Đảng Lao động Việt Nam đã phải cố gắng cân bằng áp lực từ cả Trung Quốc và Liên Xô, hoặc là sử dụng chiến tranh nhân dân theo kiểu Mao, hoặc là sử dụng vũ khí hạng nặng của Liên Xô để đánh lớn. Và họ đã duy trì sự trung lập của mình để có thể có được sự viện trợ tối đa nhất của cả hai trong cuộc chiến với Mỹ. Tháng 7 năm 1971, Quân ủy Trung ương triệu tập hội nghị tổng kết chiến dịch Đường 9 Nam Lào. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn có bài phát biểu đanh thép: phải thắng lớn nhất, đúng thời cơ nhất. Nhưng chính vào lúc mà Việt Nam quyết đánh thắng cuộc chiến tranh này, thắng vì Việt Nam, vì hệ thống xã hội chủ nghĩa, vì phong trào giải phóng dân tộc, vì loài người tiến bộ, thì cả thế giới chấn động trước thông tin về chuyến đi bí mật của Kissinger đến Trung Quốc. Sau khi tiễn Kissinger ra sân bay, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai lập tức bay sang Việt Nam. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã nói với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai rằng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến khi hoàn tất việc rút quân, Nixon sẽ không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, chuyến thăm của Kissinger được thiết kế để ngăn chặn những bất ngờ này. Còn Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá đặc biệt cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mô tả: tin tức Mỹ Trung bình thường hóa làm Thiệu choáng váng. Vấn đề của Nguyễn Văn Thiệu lúc này là phải tìm hiểu xem liệu có phải Nixon đã nản lòng và bỏ rơi chủ nghĩa chống cộng hay không. Cuộc chiến ở Việt Nam đang đi đến một khúc ngoặt vô cùng quan trọng. Thời cơ lớn đang đứng trước những nguy cơ mới. Một cuộc đối đầu đỉnh cao sắp xảy ra vào năm 1972. Cùng với đó, hòa đàm Paris về Việt Nam bế tắc suốt 4 năm sắp đi đến hồi kết.